à, Xin chào tất cả các bạn hôm nay á, thì mình chia sẻ các bạn làm cái cây cầm đậm các bạn ơi thì cái cây, cây cầm đậm này hôm nọ mình có làm cái clip mà đi bứng về mình trồng đó các bạn đó. thì hôm nay nó lên đâm tầm rồi nè đó bạn thấy thì hôm nọ mình trồng quá thì cắt trồng cho lũi bữa nay nó lên quá trời các bạn trong cây cầm đậm thì nó cũng cầm rụm mà nó cũng dễ sống các bạn ơi. Đó, nếu mình để cái mặt tiền bên đây ấy, thì cái cành bên đây cành phong nè các bạn nếu mặt tiền bên đây cái cây này thì nó hai bên bên nào mình cũng làm cái mặt tiền được các bạn ơi Đó, đấy, bây giờ mình nghiên cứu bây giờ mình muốn ý của mình là muốn làm bên đây thì nó hay hơn các bạn à, bên kia thì cái co nó nằm quay quanh mình nhưng mà lại cái nhánh này thì lại nó nghịch ha Một bên được này bên được cái kia các bạn ơi đó, nhánh này mà đóng cao lên đây tí thì nó hay nè đó, nó lợp qua bên đây ha thì rất là hay nhưng mà bây giờ lại nó nằm ở đây thì nó ngay cái mặt nhìn nhưng mà nó cũng hơi ne, ne qua một chút các bạn thành ra mình lấy cái nhánh này nè đó, mình uống lệch về bên đây một chút đó, cho nó đừng có xỉa vô cái tầm nhìn của mình ha đó, còn những nhánh nào nó thừa thì mình cắt nó đi đó thì cái cây này nó có cái dáng trực các bạn trực hoành các bạn ơi đó đây là thăng trực nè ha còn đây là thăng hoành nè các bạn nó hoành thì nó bay ngang cái miệng chậu bay ra các bạn ha đó nếu mà cây đổ thì nó đổ xuống miệng chậu các bạn nó đổ xuống còn cây này cây hoành thì nó bay ngang qua đó, thì cái trực đó, này là cái trực đó các bạn nếu mà cái cây này mình ở chỗ đây nè nếu mình cắt ngang chỗ đây được đó, mình cắt ngang đây mình lấy cái nhánh nhỏ bên đây nè mình dựng cái đỉnh đó thì nó sẽ thành cây đổ rất là hay các bạn. Đó, nếu mình dựng đỉnh này ha, cắt lắc cái thân này đi, đó, thì mình lấy cái này mình làm cái đỉnh rất là hay, nó thành cái cây đổ các bạn. Đó, thì cái, cái nhánh dưới này nè là nhánh đổ, thì nó sẽ nhỏ hơn. Nếu mà cái đổ thì nó nhỏ, nó sẽ cái nhánh này nó sẽ bay xuống, nó sẽ đổ xuống các bạn, đổ xuống dưới bên chậu luôn ha. Còn bây giờ cái cây này á, nó là cây trực các bạn. À, lấy nguyên cái thân này là trực quành ha ở dưới đây là cái cái nhánh quành nó bay ngang ra nè nó ngang cái miệng chậu của bạn ha nó không có đổ xuống ha à, cái cây đổ thì nó đổ xuống với miệng chậu còn cây này là cái cái cây quành thôi nó đổ nó bay ngang cái miệng chậu thôi các bạn đó ở mặt bên đây thì mình thấy nó lộ cái cũ ra ha đó, bây giờ mình cắt bỏ những cái nhánh thừa đi cho nó cho nó lộ cái phần cũ này ra đó, nó có cái cũ rất là hay nè các bạn nó ngay chỗ này nè ở chỗ này phải mà nó nhánh này mà nó đóng chích lên đây nó hay nữa các bạn nhưng mà nó bây giờ nó không nó không có được như ý của mình rồi thì thôi bây giờ mình mình cắt những cái nhánh mà nó ngay cái tầm nhìn đi ha chiều lại một nhánh ra sau này mình uống qua bên đây nữa các bạn Đó, uống cho nó cao lên tí ha Đó, à, những nhánh nó thừa này thì mình cắt bỏ đi ha chỗ đây là cái đỉnh đâu các bạn mình muốn dựng cái đỉnh mà bây giờ nó chưa có lên nè đây nó còn cái mầm nằm đây mà nó lại nó không lên các bạn ơi đây nè bây giờ mình cắt đi mình uống cái mấy cái nhánh xuống thì để thời gian thứ nó có lên không các bạn. ở trên ngọn thì nó cũng có thể dễ lên các bạn ơi đó, mấy nhánh này thì cũng thừa mình cắt luôn đi Có thể mình giữ cái nhánh nhỏ này lại nè các bạn để mình đúng cái tay cái đó ha còn cái chỗ đây nè đây nó có cái co rất là hay nữa các bạn đó, co lắc vô chồng ha đó, thì cái chỗ co này thì mình cho nó trống các bạn để nhìn thấy cái co này ha con nhánh bên đây thì mình, mình giữ lại nhánh các bạn để mình uống ra ha đó, mình đổ nhánh này ra giờ mình cắt ngắn nó đi để cho mình vô về đủ ha rồi ở chỗ đây nè hiện giờ thì nó có ba cái nhánh các bạn đó thì mình dự định một nhánh này mình uống bay ra ha đó còn lại một nhánh đó, thì mình làm cái tay đây đó. mình uống cái tay cạnh đây còn nhánh này nó thường là các bạn cắt đi đó thì khi mình định hình nó thì mình chỉ giữ lại một chi một chi vậy các bạn mình uống nó ra ha sau này từ cái chỗ đó nó sẽ đâm nhánh ra để mình uống tiếp sau này thì mình giữ lại nhánh mình uống ra sao ha đó mỗi chỗ mình chỉ giữ một nhánh thôi các bạn cái đỉnh này thì bây giờ nó chưa lên đó, mà lại lên nhánh đây nè đó. hai cái nhánh này thì mình lấy để là một nhánh thôi các bạn để em đủ cái nhánh này xuống nè thì nó sẽ đâm trên cái ngọn đó thôi bây đó, giờ mình vô dây để mình uống mà xem ha thì các bạn thấy một cái một cái điểm đó, mình chừa lại một nhánh các bạn ha, xuất phát từ một nhánh thôi rồi từ cái nhánh đó đó mình uống nó ra sau này nó sẽ đâm những cái nhánh à, kế tiếp theo nữa thì mình uống tiếp các bạn chứ mình không có nên để một chỗ mà nó uống ra nó một nó hai ba nhánh nha các bạn ha đặc biệt là một cái điểm xuất phát mình lấy một nhánh thôi đó, hoặc hai thôi như cái chỗ này là hai nhánh nè các bạn đó. một nhánh uống bay ra là nó thành cái thăng chính nè các bạn đó. sau này nó sẽ thành thăng chính từ trọng bay ra ha đó. còn một nhánh lại thì mình nó ngay cái nhịp co nó luôn các bạn ngay cái nhịp lắc nó thì mình nữa mình uống một nhánh một tay đây đó nhắm đây mình cũng uống ra thành một cái tay ha nó xuất phát từ một nhánh một đó, sau này nó ra thì nó sẽ đâm những cái nhánh siêu nhỏ nữa thì mình uống thêm các bạn đó ngay chỗ này nè nó xuất phát này cái điểm này cũng điểm dương nữa các bạn lắc qua ha thành ra mình dùng nó mình uống thêm một tay đây nữa đó, sau khi mình uống một tay thì mình cắt ngắn đi mình chờ sau này mấy cái chỗ mình lắc đó các bạn nó chỗ mình lắc thì nó sẽ đâm những cái à, nhánh xương nó ra thêm à, lúc đó mình uống thêm ha đó mình nên lắc lượng những cái những cái co cho nó đừng có trùng lấp các bạn nha cái dài cái ngắn vậy đó thì mình thường chia sẻ bạn là khi mình uống những cái co thì không nên uống cho nó trùng lấp nhau ha à, có cái dài có cái ngắn đó thì sau khi mình uống xong thì những cái chỗ mà nó lúc trước mình cắt đó các bạn, đó, mình cắt ngang thì giờ nó đâm ra hai nhánh hai bên rồi có nhánh sẵn rồi uống xong rồi định hình nó rồi bây giờ mình cạp cho nó giót ra luôn các bạn, đó, mình dùng cái kềm cạp ha, đó, mình cạp cho nó cái nhánh cho thành nó thông rồi các bạn, tự chồng nó thon ra ha, đó, sau này nó sẽ liền lại thôi cây đặc biệt cây cầm rụm này thì nó rất là dễ liền da các bạn ơi đó, mình cắt mình tha keo vô thì một thời gian nó sẽ nó sẽ liền da thôi ngay chỗ đây cũng vậy nè các bạn hai nhánh hai bên đó, thì mình nó còn dư cái phần thừa của cái gỗ đó các bạn mình cắt cho nó nó liền lạc luôn ha thì sau này cái nhánh nó lớn lên nó sẽ bao da lại nó liền luôn các bạn đặc biệt là cây cầm rụm thì nó rất là dễ liền da các bạn ơi đó, nó kéo dài rất là nhanh ha thì cái cây này có người kêu là bùm sụm có người là cùm rậm cùm nậm gì đó các bạn ha mình đi, cũng quen à, gọi là cầm rậm cầm lậm chứ có người gọi là bùm sụm các bạn ơi thì à, ở ngoài miền bắc đó, thì người ta gọi là trà phúc kiến các bạn đó, cái tên rất là hay ha trà phúc kiến đó thì cái nhánh này mình ốm uống, uống lợp theo cái nhánh dưới nè các bạn À, cũng lắc cho nó mấy nhịp ha. À, sau này nó sẽ đâm ra những cái chỗ mình lắc đó, thì mình uh, uống thêm. nó còn cái này mình uống ra cho nó thành cái tay cành nữa các bạn. nó nhánh này nè thì nó cũng uh, nó cũng uh, không được đẹp lắm các bạn. Nhưng mà thôi cũng tạm được ha. Nó cũng neo qua một bên nữa các bạn. Giờ mình uh thời mình uống cho nó <laughs> mình uống cho nó lệch qua một bên cho bạn nó không có đưa vô cái tầm nhìn của mình ha đó mình uống cho nó nâng lên cao một tí rồi mình lắc xuống các bạn còn cái nhánh đây thì mình cũng lắc ra đây là một tán nữa các bạn chỗ đây nè nữa nó sẽ đâm ra đây các bạn mình dựng cái ngọn trên đó sao ha à, những cái nhánh nó còn nhỏ quá thì mình mình cũng uống định hình nó luôn các bạn uống nhẹ nó thôi ha Đó, còn cái nhánh này thì nó nằm phía sau đó các bạn nhưng mà nó hơi thấp à, bây giờ mình nâng nó lên trên là cái các bạn à, nâng lên trên là đá cho ra ha cho nó thoáng cái phần cũ dưới các bạn à, chứ mình cũng thấp với cái cũ thì nó không hay lắm đó. thì sau này cái tầm nhìn của mình là nó sẽ nhìn thấy được cái phần cũ củ của nó các bạn à, phần cũ củ của cái cây này thì nó rất là hay bộ đế là nó có cái cũ ha nhìn nó cũng lạ các bạn đó thì sau khi cái mặt cắt mà mình cạp hồi nãy đó thì mình dùng cái keo mũi tiếng các bạn ha, dùng keo mũi tiếng mình tha nó lên thì một thời gian sau nó sẽ nó lên mạnh nó sẽ liền cái nó kéo dài rất là nhanh các bạn đó. cái bụng sụm này thì rất là nhanh kéo ra ha nó sau khi mình uống sơ mình định hình nó vậy các bạn thì chờ một thời gian sau nó sẽ đâm tiếp những cái cành nhánh ra ha rồi mình sẽ uống thêm đó cái chỗ phần ngọn nữa các bạn đây nó có cái mắt ngủ nằm đây nè mà sao nó không lên nữa mà nó có thể là mình uống đợt này thì nó tức có thể nó nằm đây ha mình vẫn ngọn sao vẫn ngọn ngắn thôi các bạn để lộ cái phần cũ ra ha đó, thì mình thấy cây cụm động này thì nó cũng rất hay các bạn ha. có co lắc ở đây các bạn ha cây này thì nó là một cây trực quành các bạn ha đó, trực quành chứ không phải là cây đổ nha các bạn đó, thì các bạn xem video thì nhớ góp ý cho mình ha cái mặt bên đây thì có bạn nói nó giống hình con voi nè các bạn đó, nhìn giống như con voi ha đó, thì nói chung cái cây này hai mặt nhìn các bạn ơi mặt nào nhìn cũng đẹp hết trơn á thì sau khi mình uống định hình nó bây giờ cái cây nó đã hoàn chỉnh các bạn thì các bạn xem video nhớ góp ý cho mình ha à, thì mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình À các bạn xem thì à, nhớ chia sẻ mọi người cùng xem ha, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình các bạn ơi. À, các bạn thấy có hay thì các bạn có thể à, bấm cho mình à, một like ha. Rồi xin chào và hẹn lại những cái video tiếp theo nha.